cũng câu chuyện ấy mà rất là nhiều anh em có hỏi mình rằng là anh ơi nên chia vốn làm sao mà để có thể gọi là duy trì được cái việc đó chính là chúng ta sẽ gọi là săn hũ đúng không anh em. Thì ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em lại uh, quay trở lại với cả channel của mình các bạn nhá. Hôm nay thì uh, anh em chúng ta sẽ cùng nhau là quay trở lại với một con game cũng rất là quen thuộc với anh em mình rồi. Và các bạn biết rồi đấy, đó chính là con uh, số 8 anh em ạ. Bây giờ thì hiện tại thì hũ của chúng ta đang ở một cái mốc đó chính là 6 tỏi Thì thực sự đây cũng là một cái mốc mà rất là nhiều anh em chúng ta sẽ gọi là cần, gọi là quan trọng đúng không? Rất là nhiều anh em chúng ta cũng sẽ gọi là lao vào đây để có thể là gì? Tranh thủ, gọi là kiếm cá một chút anh em ạ Chắc chắn rồi, không phải là chỉ mình đâu mà sẽ có rất là nhiều anh em sẽ đang là, là chú ý tới cả cái hũ này đúng không ạ? 6 tỏi thì không phải là một cái hũ thấp anh em đâu nên là để mà săn hữu như nào ấy thì đầu tiên là ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ công dụng của mình mình vào khơi với số 48 củ được chưa mình sẽ dùng 2m hai củ đi để theo nốt cầu một, đang có sẵn được chưa Đấy, đang có sẵn cái cầu một, một thì mình xin phép là mình cầm hai củ thì mình theo nốt anh em ạ ừ. mình xin phép là mình sẽ cầm hai củ để mình gọi là theo nốt cái dạng cầu này các bạn ạ được chưa anh em nhá yeah cầm hai củ để theo nốt cái dạng cầu này cầm hai củ để theo nốt cái dạng cầu này các bạn ạ <laughs> rồi 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 ha rồi ha này để anh ấy... để anh mình kiếm chút này hết rồi đúng không hết nha nhìn này cầu của anh ấy mình là hết này thì chúng ta bắt đầu nhá lúc đầu chúng mình dùng hai củ để bắt cầu đúng không để theo định định để theo cầu ấy nhưng mà khi mà theo cầu mà không được ấy thì chúng ta bắt buộc phải đánh gì từ ba củ cho đến bốn củ với cả các cái bạn cầu mà chúng ta sẽ bắt tới anh nhìn thấy không? ở đây ấy, thì uh, nếu như mà theo cái cách nhìn của mình ấy thì nó đang cũng khá là tinh sắc nhưng mà khả năng cao tinh sắc này ấy, thì nó sẽ không tinh sắc được theo cái kiểu là xuống hẳn một con sâu đâu anh em ạ mình nghĩ nó sẽ vẫn vương vấn ở một con hai một con ba gì đấy nhưng mà với hai với cả ba thì mình nghĩ rằng là chúng ta vẫn có thể sẽ ra được một con xỉu mình sẽ đánh ba củ bảy anh nhìn thấy không? tay trước đánh hai củ tay này sẽ đánh ba củ bảy gần như là cũng gọi là một cái gọi là gì gấp gấp lên một chút đấy đúng không anh em cũng gọi là gấp gấp lên một chút cũng gọi là gấp gấp lên một chút đấy các bạn ạ rồi cũng gọi là gấp gấp lên một chút ha ừ rồi lụm luôn lụm luôn không nói nhiều ui tiếng này tính ra nhá mình còn nặng thì hai con một trước thì ngon nhỉ Mới tội là không chít cho năm anh em ạ còn con một túi ngon, hai còn một chút thì, thì ngon, mỗi tội không chiết được 5. Không chiết được số 5, không chiết được số 5 anh em ạ. Chiết được số 5 thì lại tuyệt vời quá. Đúng không? Nếu mà 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 chiết được số 5 thì lại tuyệt vời quá, đúng không? Mỗi tội là không chiết được cho 5. Rồi, ok, Đây vừa rồi các bạn thấy là gì? Nếu mà không không đạt chúng ta đã không thông cái cục nào đấy, thì chúng ta đánh tập khoản từ ờ lệnh kết nữa thì đánh từ 3 m 3 củ đến 4 củ được chưa Đây đánh tết cầu nhé còn đánh theo cầu thì chỉ đánh đều đều khoảng hai củ thôi đúng không đây nha mình sẽ dừng lại để xem là có thể đi cầu vệt không được chưa nên là mình sẽ gọi là dừng lại nên là mình sẽ dừng lại các bạn nhé nên là mình sẽ dừng lại nên là mình sẽ dừng lại anh em ạ Như là mình sẽ dừng lại, mình sẽ dừng lại các bạn ạ. dừng lại thôi, dừng lại thôi. Rồi, đi về đúng không? Đi về lại lại quay lại với cả cái trường hợp cũ này. Đi về thì chúng ta thấy là gì? Hai củ đi nốt cầu à, đi đều nhá. Mình nhớ là gì? Đi đều thì các bạn đây này, khi mà anh em tết cầu đều ấy thì các bạn cứ đánh từ hai củ. Được chưa anh em? các bạn test cầu đều thì các bạn cứ đánh từ hai cầu giúp mình còn các bạn gọi là đánh cầu khác thì anh em mình sẽ để sang cầu phía cầu khác sau thì các bạn, cầu này thì các bạn cứ đánh đều các bạn cứ đánh đều giúp mình các bạn cứ đánh đều giúp mình nhá ở đâu thì anh em cứ đánh đều giúp mình đối với những loại cầu đều đầu khuôn thì chỉ đánh hai cầu thôi còn cầu nào anh em mình test thì anh em đánh ba cầu đều có khuôn bởi vì nó cũng rất là dễ gãy các bạn ạ còn test thì anh em mình sẽ có nhiều cái gọi là trường hợp hơn Tết thì em sẽ có nhiều trường hợp hơn, tết thì em sẽ có nhiều trường hợp hơn, các bạn ạ. Đúng không Nhiều chứ, chắc chắn là nhiều hơn rồi, chắc chắn nhiều hơn rồi anh em. <laughs> chắc chắn sẽ là nhiều hơn rồi, chắc chắn sẽ là nhiều hơn rồi các ơi. Rồi, để mình tính xem nào. mình tính xem nào, để mình tính xem nào Con này lại phải, đi, lại phải đi test cầu rồi <laughs> Nhưng mà lắm cầu bột quá, mình không còn đánh cầu bột, bột nữa anh em ạ Chắc là mình xin phép mình test nhẹ 3M đi Bởi vì là cầu trước nhiều cầu bột một quá anh em ạ Nên là đêm mà bây giờ mà bảo là đánh tiếp một bột đi thì Nó cũng sẽ hơi dài Hơi dài một chút đúng không anh em Nó cũng sẽ hơi dài một chút nhưng mà nó vẫn dài thật Ồ Tôi tưởng rằng là nó sẽ hơi dài một chút cơ Nhưng mà không anh em ạ Nó vẫn dài tiếp nhá Câu trả lời là nó vẫn giải tiếp anh em ạ, nó chưa nó chưa hết con ơi. Nó vẫn giải tiếp, nó vẫn giải tiếp các bạn nhá. Trời ơi, tưởng là tưởng là nó định đi cái, cái hướng gì anh em ạ. Tưởng là nó định đi cái hướng gì tự... <laughs> Đúng không? Tưởng là đi định, định đi cái hướng gì của ạ Trời ơi. Quá trời luôn, quá trời luôn. Quá trời luôn, quá trời luôn. Đây để mình xem thử xem là đi gì. Đi một bột à. chà. Người ta. cũng ghê ta cũng ghê ta anh em cũng 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 khá là ghê đấy các ạ đúng không quả 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 này cũng ghê còn này cũng ghê quả này cũng dã man quả này cũng dã man